Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn sách Bác Hồ trên đất nước Lenin của tác giả nhà văn Hồng Hà, ấn bản năm 1980. Tập 11. Anh Nguyễn nhận được một bức thư của Quốc tế Nông dân gửi đến, gửi Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí thân mến, chúng tôi hân hạnh báo để đồng chí biết chúng tôi đã nhận được thư của đồng chí với lời phàn nàn về hội nghị nông dân ở Quảng Châu. Chúng tôi rất tiếc không tìm thấy trong báo cáo của đồng chí những nghị quyết rất quan trọng của hội nghị mà chúng tôi lại được biết qua báo Thượng Hải Dân Quốc Nhật Báo. Lúc này chúng tôi cho rằng việc Nông hội Quảng Đông gia nhập Quốc tế Nông dân mới chỉ bằng tuyên bố, và chúng tôi nghĩ rằng nếu không có sự hoạt động tích cực trong nông dân Trung Quốc thì không mang lại những kết quả chính trị và không có ý nghĩa. Sau những cuộc nói chuyện với đoàn đại biểu Quốc dân Đảng có ý định quan tâm hơn nữa đến công tác nông dân và sẵn sàng hợp tác với chúng ta để thảo ra một cương lĩnh về vấn đề nông dân cho Quốc dân Đảng, chúng tôi đề nghị đồng chí đại diện cho Quốc tế Nông dân để liên lạc với Trung ương Quốc dân Đảng và báo cho chúng tôi biết đã làm gì theo hướng đó. Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí thảo luận với Trung ương Quốc dân Đảng vấn đề xuất bản một loạt ấn loát phẩm về vấn đề nông dân bằng tiếng Trung Quốc để Quốc tế Nông dân có thể sớm công bố. Đề nghị cho đồng chí biết chi tiết về vấn đề này. Đồng chí có thể tác động để Ban Nông vận Quảng Đông cũng như các ban vận động khác của Quốc dân Đảng trên toàn Trung Quốc có thể phát triển mạnh. Đề nghị đồng chí gửi sớm cho chúng tôi báo cáo về tình hình nông dân Trung Quốc. Theo nghị quyết của Đoàn Chủ tịch ngày 31 tháng 7, đồng chí được phân công phụ trách không những phong trào của nông dân Trung Quốc mà còn của tất cả các thuộc địa mà đồng chí có thể liên hệ được từ Quảng Châu, nghĩa là của Đông Dương, Miến Điện, Xiêm, Đài Loan và Nam Dương. Đồng chí đặt ngay liên lạc với những nông hội ở đấy. Chúng tôi cho rằng các nông hội gia nhập Quốc tế Nông dân phải hoạt động theo đường lối đúng, điều đó hết sức quan trọng, và chúng tôi đề nghị đồng chí có những biện pháp tích cực giúp vào việc đó. Tổng thư ký Đông Ban Ủy viên Gorov, Đoàn Chủ tịch và Vonesenki. Anh Nguyễn được tận mắt thấy ở Quảng Châu tình cảm nồng nhiệt của mọi tầng lớp nhân dân đối với đồng chí Borodin và Liên Xô. Uy tín đất nước của Lenin nổi bật ở đây làm cho bọn đế quốc vô cùng căm tức, nhất là Quảng Châu không xa Hương Cảng, căn cứ lớn nhất của thực dân Anh. Cùng nhân dân Quảng Châu và toàn Trung Quốc, anh sống những ngày náo nức hoan hô thành tích của đội phi hành Liên Xô trên 6 chiếc máy bay hoàn thành chuyến bay Moscow-Bắc Kinh đầu tiên trong lịch sử. Trên chặng bay dài 6.566 km qua Mông Cổ và sa mạc Gobi và không bay đêm, các phi công Liên Xô bay thực tế 49 giờ 20 phút. Nhưng kể cả ngày nghỉ, ngày chữa máy mất vừa đúng 29 ngày, lập kỷ lục chưa từng có về bay xuyên lục địa. Sau khi tới Bắc Kinh, do yêu cầu của nhân dân Trung Quốc, đoàn phi hành Liên Xô lại bay tiếp đến Khai Phong, Thượng Hải và dự định tới cả Quảng Châu. Đầu đầu đoàn cũng được đón tiếp như những anh hùng và ở mọi cuộc meeting, liên hoan, chiêu đãi, cất lên nhiều tiếng nói ca ngợi Liên Xô và nền công nghiệp hàng không non trẻ Xô Viết. Nhân dân Trung Quốc yêu mến đồng chí E.P. Smith, trưởng đoàn phi hành Liên Xô, ở bữa tiệc nào cũng đề nghị được mời đại biểu công nhân, nông dân đến ngồi cùng, một điều rất mới lạ đối với nước Trung Hoa phong kiến. Còn ở Quảng Châu, nhân dân cũng họp meeting hoan hô thành tích của đoàn phi hành, và khi biết các đồng chí Liên Xô ấy không bay đến thăm Quảng Châu được, mọi người gửi điện chúc đoàn lên đường trở về Moscow hạ cánh an toàn. Công việc anh Nguyễn ở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội khá bận, cho nên mấy lần anh đề nghị Quốc tế Cộng sản
cử thêm người giúp việc anh ở Quảng Châu. Trong khi đó, anh còn gánh thêm những việc của Quốc tế Nông dân và thư từ của Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân vẫn thường xuyên gửi đến giao công tác cho anh. Ngày 14 tháng 5 năm 1926, Tổng Thư ký Đông Ban phụ trách vụ Phương Đông Vozhenesienski, bí thư phụ trách tổ chức Oklov cùng gửi thư cho anh. Đồng chí Nilovsky, Quảng Châu. Đồng chí thân mến, chúng tôi đã nhận được thư của đồng chí ngày 8 tháng 3, ngày 3 tháng 2 và 13 tháng 1 năm 1926, cùng với hai số báo Nông dân và những bài báo cắt ở Quảng Châu Báo về tình hình nông dân Quảng Đông. Chúng tôi gửi đều cho đồng chí những bản tin vắn và tạp chí của Quốc tế Nông dân chúng ta. Sắp tới chúng tôi sẽ ngừng xuất bản ở Moscow và chuyển xuất bản ra nước ngoài và in tạp chí của chúng ta theo kiểu tạp chí thư tín quốc tế bằng các thứ tiếng Pháp, Đức và Anh. Chúng tôi sẽ gửi tất cả những tài liệu này đến đồng chí ở Quảng Châu. Gần đây, thông qua một đồng chí ủy viên đoàn chủ tịch chúng ta và Trung ương Quốc dân Đảng, đồng chí Hồ Hán Dân, chúng tôi đã gửi một loạt thư cho Ban Nông vận của Quốc dân Đảng để hỏi về công tác nông vận nói chung ở các tỉnh vùng Sơn Đông sau khi nông dân vùng này gia nhập Quốc tế Nông dân, và một bức thư hỏi tình hình nông dân Vân Nam. Chúng tôi gửi kèm theo bản sao những bức thư đó, nghĩ rằng đồng chí có thể sử dụng cho báo chí địa phương. Chúng tôi cũng gửi đến đồng chí địa chỉ của chúng tôi và những tài liệu khác để nhờ chuyển cho Liên đoàn Bình đẳng Phụ nữ của Quốc dân Đảng. Do việc các tỉnh Quảng Tây và Quý Châu gia nhập Quốc tế Nông dân, ở đấy có lẽ Quốc dân Đảng sẽ bắt đầu công tác nông vận. Chúng tôi mong nhận được của đồng chí tin tức tỉ mỉ về tình hình những tỉnh đó và chương trình công tác để tổ chức nông dân. Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí nhắc giúp đồng chí Hồ Hán Dân về lời hứa viết cho chúng tôi một tài liệu khoảng 4 hoặc 5 tờ in về tình hình và phong trào nông dân ở Trung Quốc. Chúng tôi vẫn chưa nhận được cương lĩnh của Quốc dân Đảng vấn đề nông dân, những nghị quyết và biên bản đại hội lần thứ 2 của Quốc dân Đảng về công tác ở nông thôn tháng 2 năm 1926. Chúng tôi đề nghị đồng chí gửi ngay chuyến thư tới cho chúng tôi những tài liệu đó và sau này báo cáo cho chúng tôi biết mọi sự kiện, giữ liên lạc thường xuyên với chúng tôi. Mọi việc đoàn chủ tịch quốc tế nông dân giao, anh Nguyễn đều làm tròn với ý thức trách nhiệm cao. Những thư từ kiến nghị, nhận xét, báo cáo anh gửi về Moscow đã góp phần quan trọng vào sự lãnh đạo phong trào chung. Mùa hè năm 1926, anh đã có thư báo tin cho đồng chí phụ trách Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản biết những việc anh đã làm để xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí thân mến, từ khi tới đây, tôi đã làm những việc sau đây cho Đông Dương. 1. Lập một tổ chức bí mật. 2. Lập một hội nông dân của những Việt Kiều sống ở Xiêm. 3. Lập một nhóm thiếu niên tiền phong Đông Dương, con cái công nông, các cháu đang ở Quảng Châu do chúng tôi nuôi và dạy dỗ. 4. Tổ chức một nhóm phụ nữ cách mạng, bắt đầu từ tháng 4 có khoảng 12 thành viên. 5. Lập một trường tuyên truyền, học sinh được đưa bí mật đến Quảng Châu. Sau một tháng rưỡi học tập, học sinh đó trở về nước. Khóa đầu tiên có khoảng 10 học sinh. Khóa thứ hai sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới, sẽ có khoảng 30 học sinh. Các chuyến đi dài ngày, khoảng 2 tuần, nguy hiểm, tốn kém nhiều mà phương tiện của chúng tôi lại ít ỏi. Với tiền lương của tôi cộng với tiền lương một trong số các đồng chí của tôi và một ít trợ cấp của các đồng chí Liên Xô, công việc vẫn chưa chạy nhanh như mong muốn. Nguyễn Ái Quốc, địa chỉ Nilovsky, nhờ Sứ quán Liên Xô ở Quảng Châu chuyển. Có những tin buồn liên tiếp dội đến nơi làm việc của anh Nguyễn. Cụ Phan Châu Trinh mất ở Sài Gòn.
hàng vạn người đi đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều nhà máy, xí nghiệp ngừng sản xuất, các trường học đóng cửa, lễ truy điệu tổ chức khắp nơi. Phong trào để tang cụ Phan Châu Trinh là dịp rất tốt để anh và các cơ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi tiếp đến vụ bọn phản động ở Quảng Châu đâm chết ông Liêu Trọng Khải, người cùng anh sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Tình hình Quảng Châu đang biến động lớn, thấy phong trào cách mạng của nhân dân lên mạnh, các thế lực đế quốc và bọn phản động Trung Quốc điên cuồng phản kích. Bọn đế quốc Anh, Mỹ bắn phá Nam Kinh, Thượng Hải. Sau 3 lần khởi nghĩa thất bại, công nhân Thượng Hải bị dìm trong biển máu. Tưởng Giới Thạch trở mặt hoàn toàn, hắn tiến công cách mạng, giết một loạt những người yêu nước, cướp quyền lãnh đạo Quốc dân đảng, giải tán các công hội, nông hội và gây ra những vụ thảm sát lớn. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, bè Lũ Tưởng làm đảo chính phản cách mạng ở Thượng Hải. Hôm sau ở Quảng Châu, Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đoàn thể quần chúng và cả Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội phải rút vào bí mật. Cơ quan của đồng chí Borodin và các chuyên gia Liên Xô rút về Vũ Hán, nơi những người cánh tả Quốc dân đảng còn nắm quyền. Anh Nguyễn tránh về vùng nông thôn Hải Lục Phong để duy trì công việc của hội. Một đêm khuya, đồng chí Trương Văn Lãnh chạy đến anh báo tin. Bọn Tưởng Giới Thạch đang lùng bắt anh đấy. Anh em ở tổng bộ đề nghị anh cần nhanh chóng rời khỏi Quảng Châu. Anh em thu xếp đi sau. Bọn lính quần phiệt của Tưởng xông vào nơi ở của anh Nguyễn. Lúc này anh đang ngồi ở Hương Cảng. Cảnh sát mật thám anh ở Hương Cảng xét hỏi anh và bắt anh rời Hương Cảng trong vòng 24 giờ. Anh chạy đến Thượng Hải giữa lúc bọn Tưởng Giới Thạch đang khủng bố gắt gao. Anh mặc thật sang trọng vào ở một khách sạn lớn, chúng không để ý. Nhưng không thể kéo dài được vì quá tốn tiền. Anh thấy chỉ còn một cách, và cách này anh em tổng bộ đã nói với anh khi tiếng súng đảo chính của Tưởng Giới Thạch nổ ở Quảng Châu, là anh phải đi Liên Xô ngay. Anh rời Trung Quốc, nơi anh đã nhìn thấy một sự phản bội tệ hại, nhưng lại là nơi anh đã gây dựng thành công một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam đầy hứa hẹn. Trở lại phương Đông, anh Nguyễn Ái Quốc trở lại Moscow vào đầu mùa hè năm 1927. Gần 3 năm xa cách, anh thấy thủ đô đất nước của Lenin có nhiều thay đổi. Đường phố Tverskaya, nơi anh ở ngày trước, nay được mở rộng. Nhiều nhà mới ốp đá đỏ phía ngoài mọc lên. Khắp nơi là những công trường xây dựng, phá dần đi những xóm nhà gỗ thấp bé thời Nga Hoàng. Đầu cầu Krum bên sông Moskva, một công viên lớn vừa xây xong với những vòi phun nước, đu quay, sân khấu ngoài trời và rất nhiều hàng cây xanh. Nhân dân ăn mặc đẹp hơn và hàng tiêu dùng bày bán ở các cửa hàng cũng nhiều hơn, tuy chưa đủ và người mua vẫn còn xếp hàng dài. Nhiều cửa hiệu tư nhân gần nhà hát lớn đã biến mất, nhường chỗ cho các cửa hàng quốc doanh. Nhân dân kéo đến các rạp chiếu bóng mua vé xem một điều mới lạ, một sự kiện lớn của nghệ thuật điện ảnh. Phim có nói, xe ngựa chạy trong thành phố ít hẳn đi, xe hơi thấy nhiều lên. Ở ngoại thành, một vài chiếc máy kéo của nhà nước giúp nông dân cày đất và những tốp công nhân đi về nông thôn giúp vào phong trào tập thể hóa nông nghiệp, hợp những nông hộ nhỏ và phân tán thành những nông trang lớn, lấy việc cày cấy chung làm cơ sở với một nền kỹ thuật mới và cao hơn. Tạp chí tháng 10 đăng những chương đầu tác phẩm Sông Đông Êm Đềm của Solokhov. Nhà hát nghệ thuật Moscow đang trình diễn vở mới Xe Lửa Bọc Thép 1469, tả cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân trên tuyến đường sắt Viễn Đông chống quân Nhật. Trên những quảng trường lớn, để kỷ niệm lần thứ 10 cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, căng lên những tấm affix lớn kêu gọi các kỹ sư và thanh niên đến làm việc ở các công trình thủy điện Volkhov, Đơ Nhép,
Svizzer, xây dựng đường xe lửa Turkestan và sông đào Volga Đông. Những công trình ấy gắn liền với vận mệnh đông đảo những nhà trí thức và những người trẻ tuổi thủ đô. Đấy không chỉ là vấn đề cơm áo, đấy còn là vinh dự, nhân phẩm, là lao động sáng tạo, khiến họ gần gũi một cách tự nhiên với giai cấp công nhân và chính quyền Xô Viết. Một sự nghiệp xây dựng kinh tế lớn lao như thế cần đến hàng chục tỷ rúp mà chính quyền Xô Viết không thể vay mượn được của các nước tư bản, chỉ có thể trông cậy vào nguồn lao động và nguồn tài nguyên của chính đất nước, và chỉ có thể sống được bằng lao động của chính nhân dân. Anh Nguyễn nhận ra bài học đó của cách mạng Nga, những bài học đang diễn ra hàng ngày, rõ ràng, dễ hiểu, tạo nên bằng mồ hôi và máu của những người Xô Viết. Và như trước kia, anh vẫn thấy sự căm ghét đến mức hèn hạ, sự tức tối đến mức điên cuồng của bọn tư bản đối với đất nước Xô Viết đang đứng vững và đi lên. Tất cả các chính phủ đế quốc, các thế lực phản động liên minh với nhau, dùng mọi thủ đoạn để bao vây, uy hiếp, đe dọa, phá hoại, nói xấu chế độ mới này. Bọn phản động Anh vừa vô cớ lục soát, đập phá trụ sở hãng Accord, một hãng buôn Xô Viết ở London. Rồi vài ngày sau, chính phủ bảo thủ Anh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Ở Warsawa, Ba Lan, một tên bạch vệ Nga, quốc tịch Ba Lan, giết đồng chí Voikov, đại sứ Liên Xô. Ngay tại Leningrad, bọn tay sai đế quốc Anh ném bom vào câu lạc bộ của đảng, làm hàng chục người bị thương. Sứ quán Liên Xô ở Bắc Kinh và lãnh sự quán Liên Xô ở Thượng Hải bị tấn công, và bọn đế quốc hy vọng gây được cuộc chiến tranh Xô Trung. Sứ quán Liên Xô ở Berlin bị khám xét một cách trắng trợn. Nhóm Trotsky ráo riết chống đảng Cộng sản Liên Xô, và Trotsky vừa bị khai trừ khỏi đảng. Anh Nguyễn còn được tin làn sóng chống Liên Xô bị lục lọi. Những người Trung Quốc có cảm tình với cách mạng Nga bị bắt bớ, giết hại. Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đã bí mật rời Quảng Châu đến Hương Cảng. Lenin đã tin chưa đúng. Toàn bộ giai cấp tư sản châu Âu đang liên minh với tất cả mọi lực lượng phản động và trung cổ ở Trung Quốc. Ngược lại, tất cả châu Á trẻ tuổi, nghĩa là hàng trăm triệu người lao động ở châu Á, đang có một người đồng minh chắc chắn là giai cấp vô sản. Không một lực lượng nào trên thế giới có thể ngăn cản thắng lợi của giai cấp vô sản. Thắng lợi ấy sẽ giải phóng nhân dân châu Âu cũng như nhân dân châu Á. Anh Nguyễn đến làm việc ở trụ sở quốc tế Cộng sản, sung sướng gặp lại các đồng chí cũ trong ban chấp hành quốc tế và trong bộ Phương Đông. Ở đây mọi người còn đang thảo luận sôi nổi về bài học cách mạng Quảng Châu và nồng nhiệt đón tiếp anh, một trong những nhân chứng sống của những sự kiện ấy. Phải nói rằng những báo cáo về phong trào nông dân và phong trào cách mạng Quảng Châu do anh Nguyễn gửi về Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản từ cuối năm 1924 đến tháng 4 năm 1927, cùng những nhận xét và đánh giá của anh đã giúp Quốc tế Cộng sản rất nhiều trong việc chỉ đạo phong trào Trung Quốc. Quốc tế Cộng sản đã luôn luôn nhắc những người Cộng sản Trung Quốc, trong giai đoạn đầu của cách mạng thuộc địa, những người Cộng sản phải ủng hộ và chỉ ủng hộ những phong trào giải phóng có tính tư sản ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Trong trường hợp các phong trào ấy thực sự có tính chất cách mạng và những người đại diện các phong trào ấy không ngăn cản người Cộng sản, tổ chức, giáo dục nông dân và quảng đại quần chúng bị bóc lột theo một tinh thần cách mạng. Lập mặt trận thống nhất với tư sản dân tộc không có nghĩa là những người Cộng sản không đẩy mạnh đấu tranh của công nhân và nông dân chống bọn địa chủ và giai cấp tư sản, không tiến hành công tác chính trị và tổ chức của mình một cách độc lập. Tháng 1 năm 1926, nghị quyết của Quốc tế Cộng sản về tình hình Quảng Châu ghi rõ: đặc điểm của tình hình hiện nay là tính chất quá độ của nó, tính chất đã khiến giai cấp vô sản phải lựa chọn hoặc triển vọng lập khối với các tầng lớp lớn của giai cấp tư sản,
hoặc chuyển vọng tiếp tục tăng cường liên minh với nông dân. Nếu giai cấp vô sản không để ra một cương lĩnh triệt để về ruộng đất thì nó không thể nào lôi cuốn được nông dân vào cuộc đấu tranh cách mạng và sẽ mất quyền lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Chính phủ nhân dân ở Quảng Châu không thể nào giữ vững được chính quyền trong cuộc cách mạng. Nó sẽ không thể nào hoàn toàn chiến thắng được chủ nghĩa đế quốc nước ngoài và bọn phản động trong nước nếu công cuộc giải phóng dân tộc và cuộc cách mạng ruộng đất chưa được coi là một. Một tháng rưỡi trước cuộc đảo chính của Tưởng Giới Thạch, quốc tế cộng sản đã chỉ rõ cần phải tăng cường công tác của các chi bộ cộng sản trong bộ đội, phải tổ chức những chi bộ đó ở những nơi chưa có và có thể tổ chức được. Ở những nơi không thể tổ chức các chi bộ cộng sản, cần phải có sự hoạt động tích cực của những người cộng sản bí mật. Cần phải hướng về cho việc võ trang công nông, biến các ủy ban nông dân địa phương thành những cơ quan thực sự của chính quyền và có tự vệ vũ trang, v.v. Bất kỳ ở đâu và lúc nào, Đảng Cộng sản phải tỏ ra là một đảng như thế. Chính sách nửa công khai là chính sách không thể nào thừa nhận được. Đảng Cộng sản không thể nào lại hành động như một cái phanh để kìm hãm phong trào quần chúng. Đảng Cộng sản không được phép che đậy chính sách phản bội và chính sách phản động của bọn phái hữu Quốc dân đảng để lột mặt nạ của chúng, cần phải động viên quần chúng. Lý do thất bại tạm thời của cách mạng Quảng Châu đã rõ, và những điều mắt thấy tai nghe của anh Nguyễn càng xoay sáng những nhận định của quốc tế cộng sản. Những năm hoạt động ở Quảng Châu, vào thời điểm sôi động nhất của mảnh đất này, tại một khu vực đầy những mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa đế quốc và dân tộc bị áp bức, đã giúp anh Nguyễn hiểu thêm những vấn đề bao la, phức tạp của cách mạng và rèn luyện những đức tính cần thiết đối với một người lãnh đạo cách mạng. Chính ở Quảng Châu, anh đã tận mắt nhìn thấy cao trào cách mạng và thoái trào cách mạng, sự trung thực và sự lật lọng, sự nhân đạo và sự tàn bạo, những khuôn mặt cộng sản và tư sản, đế quốc và nhân dân, quân phiệt và quân chúng, những chiến sĩ quốc tế và những chiến sĩ quốc gia, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Đến Moscow lần này, anh Nguyễn có một niềm vui lớn. Chính tại đây, anh gặp những đồng bào yêu quý của mình, những thanh niên Việt Nam do anh tuyển từ Quảng Châu gửi sang và một số từ Pháp đến theo học trường Đại học Cộng sản, những người lao động phương Đông ở Moscow. Ước mong của anh từ mấy năm trước nay đã được thực hiện. Lần đầu tiên một nhóm thanh niên yêu nước Việt Nam đến học tập trên đất nước Lenin. Anh Nguyễn lo trồng người cho đảng tương lai, cho dân tộc, và anh đã làm hết sức mình để thực hiện bằng được ý định ấy. Anh đã làm được bằng tinh thần trách nhiệm và bằng uy tín cương vị của mình. Anh giới thiệu ai đi học, quốc tế cộng sản cũng nhận ngay, kể cả trường hợp anh Lý Quý, tức Trần Phú, vào học muộn một năm. Anh Nguyễn tới thăm học sinh Việt Nam tại ký túc xá của trường. Sau khi đã làm việc với ban giám hiệu, anh đến không chỉ với tư cách người anh, người đồng chí, đồng bào, mà còn là đại diện của quốc tế cộng sản, đến xem việc học tập, ăn ở của anh em và góp một số ý kiến. Sự giản dị, thân mật, vui tính của anh làm cho buổi gặp gỡ hồ hởi, đăm thắm từ đầu. Anh ôm anh Trần Phú, thay mặt nhóm học sinh chào mừng anh. Anh nắm chặt tay anh Bùi Lâm, nhắc lại buổi gặp nhau ở Paris gần 10 năm về trước, bàn việc chuyển sách báo bí mật về nước. Anh hỏi thăm anh Nguyễn Thế Dục cùng phong trào tỉnh Nam Định, quê hương anh Dục. Anh Nguyễn vừa nói vừa cười, đưa cho mọi người xem tờ giấy căn cước đã xé làm đôi. Cái này mình tưởng nó là một vật vô dụng, không ngờ lại là cái bùa hộ thân. Không có nó mình khó lòng thoát khỏi Quảng Châu. Anh kể chuyện Quảng Châu, nhưng rồi anh nói nhiều về nhiệm vụ của nhóm học sinh Việt Nam, căn dặn anh em đoàn kết, cố gắng học tập, nắm vững các kiến thức và lý luận cách mạng, chuẩn bị trở về nước hoạt động, giải phóng nhân dân.
Anh nhắc nhóm học sinh phải giữ vững nền nếp sinh hoạt có kỷ luật, có tổ chức, và anh chỉ thị nhóm bầu ra người phụ trách. Anh chia tay mọi người, chưa biết bao giờ sẽ gặp lại. Ai cũng hiểu anh lại lên đường vì sự nghiệp của cách mạng. Anh viết bức thư gửi chi bộ Cộng sản, trường Đại học Cộng sản Nhân dân Lao động Phương Đông, mang tên Stalin. Moscow, ngày 25 tháng 6 năm 1927. Các đồng chí thân mến, theo quyết định của Bộ Phương Đông, Ban Bí thư Latin của Quốc tế Cộng sản và đại diện Đảng Cộng sản Pháp ở Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, một nhóm Cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Lý Quý, tức Trần Phú, đã được bầu làm bí thư của nhóm. Vì họ đều là học sinh của trường đại học, các đồng chí, và để họ có thể học cách làm việc, chúng tôi yêu cầu chi bộ các đồng chí chỉ định một hay hai đồng chí phụ trách việc giáo dục Cộng sản chủ nghĩa cho nhóm để đào tạo các đồng chí nói trên theo sinh hoạt của Đảng. Ban Bí thư Latin của Quốc tế Cộng sản Humbert, đại biểu Việt Nam Nguyễn Ái Quốc. Anh còn quyết định khi đồng chí Lê Hồng Phong tốt nghiệp khóa học trường không quân Borister Gleskaya thì sẽ chuyển về học tiếp ở trường Đại học Phương Đông. Ở văn phòng đại diện Đảng Cộng sản Pháp tại trụ sở Quốc tế Cộng sản, các đồng chí trao cho anh một tài liệu từ Pháp gửi đến cho anh năm trước nhưng chưa chuyển tới anh được. Đấy là cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp do anh viết, được các đồng chí ở Paris cho xuất bản thư quán lao động đường Gemmap, Paris năm 1925. Anh được biết cuốn sách được phân phát ở Việt Nam, Đông Dương và nhiều thuộc địa Pháp đang làm chính quyền Pháp điên đầu, tức tối. Đấy là tiếng hét căm hờn của các dân tộc bị áp bức, bản tuyên ngôn chống thực dân Pháp, lời kêu gọi nhân dân vùng dậy và sự ca ngợi Lenin và cách mạng tháng 10. Những báo cáo và tin tức gửi về Quốc tế Cộng sản giúp anh Nguyễn biết được một phần tình hình phong trào và hoạt động của địch ở Đông Dương kể từ khi anh rời Quảng Châu. Các học trò của anh ở Quảng Châu trở về nước tung đi khắp bốn phương, đang gieo tiếp những mầm mống cách mạng. Cơ sở của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đã có khắp Bắc Trung Nam. Nhiều nơi cơ sở phát triển đến huyện, tỉnh Thái Bình, tất cả 12 phủ huyện đều có cơ sở của hội. Khi lập được cơ sở, các cán bộ của hội mở lớp huấn luyện dựa vào những tài liệu do anh Nguyễn giảng ở Quảng Châu, chủ yếu là cuốn Đường Cách Mệnh. Sách báo ở lớp học Quảng Châu đem về, sách báo của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Pháp được in lại bằng thạch hoặc được dịch ra, chép lại, truyền tay nhau. Lúc này ở Việt Nam, người ta không còn hứng thú tìm đọc Lưu Cầu Huyết Thư, Việt Nam Vong Quốc Sử, Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu, Chủ Nghĩa Tam Dân của Tôn Giật Tiên hoặc Chủ Nghĩa Gandhi. Những người yêu nước và những người quan tâm đến vận mệnh Tổ quốc, các tầng lớp thanh niên và trí thức hăm hở tìm đọc báo Người Cùng Khổ, báo Thanh Niên, các sách Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Cách Mệnh, Tuyên ngôn Cộng sản, Chủ nghĩa Đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, và tạp chí Thư tín Quốc tế của Quốc tế Cộng sản. Nhà máy, nông thôn, trường học, công sở khao khát một đường lối cách mạng mới, nhạy bén, tiếp thu những tư tưởng mới của anh Nguyễn Ái Quốc, được các chiến sĩ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội nhiệt tình truyền bá. Tên tuổi anh Nguyễn đã trở thành ngọn cờ tập hợp và dẫn đường, một niềm tin mạnh mẽ. Có trường hợp cán bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đi tuyên truyền cách mạng một người trí thức. Người này tranh luận rất nhiều về học thuyết, triết học, lịch sử. Đồng chí cán bộ bí quá, chỉ biết nói: ông theo hay không theo tùy ông, nhưng đảng của chúng tôi có lãnh tụ là Nguyễn Ái Quốc, chắc ông biết tiếng. Thế là nhà trí thức gật đầu: nếu lãnh tụ là Nguyễn Ái Quốc thì tôi theo. Tổ quốc anh Nguyễn đang sôi động một phong trào mới, chân lý của chủ nghĩa mới mà anh và các đồng chí của anh
mang đến từng con tim khối óc đang dục dã hành động. Những cuộc đấu tranh vang dội liên tiếp diễn ra. Hàng vạn thanh niên, công nhân, học sinh, người buôn bán nhỏ ở Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Thành bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội thành phố Hà Nội biểu tình kéo đến trụ sở tòa báo Dân Báo phản đối báo này ăn lương của thực dân Pháp, mạt sát những người yêu nước Việt Nam. Tiếp đến là cuộc truy điệu nhà yêu nước Lương Văn Can tổ chức tại Nghĩa Trang Hợp Thiện Hà Nội, một cuộc biểu dương lực lượng đòi giải phóng nhân dân. Khắp nơi các cuộc đấu tranh nổ ra do các kỳ bộ, tỉnh bộ, thành bộ lãnh đạo mang tính chất cách mạng mới thoát ra khỏi những ảnh hưởng cải lương chủ nghĩa. Thực dân Pháp lo sợ chất mới ấy ở những người cách mạng Việt Nam thuộc thế hệ Nguyễn Ái Quốc, toàn quyền Đông Dương và Ren, đảng viên Đảng Xã hội Pháp, thuốc tiêm phòng cộng sản. Mặc dù huynh hoang, tuy ngăn ngừa được phong trào Bolshevik, lúc này cũng tỏ ra bất lực. Và Ren về Pháp họp bàn nhiều buổi với các bộ hải quân và chiến tranh về việc tăng cường đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Lúc này trên toàn cõi Đông Dương, Pháp đã có một đạo quân 21.614 tên, 27 tàu chiến, mỗi năm tốn kém 317 triệu franc. Tướng Clodel, ủy viên hội đồng tối cao chiến tranh của Pháp, theo đề nghị của Varenne sang Bắc Kỳ thị sát và quyết định lập thêm 2 tiểu đoàn bộ binh, 4 đại đội lính sơn cước, 1 đơn vị pháo binh, 1 phi đội không quân và nhiều trung đội xe bọc thép gắn súng máy tự động. Ngoài ra còn có phái đoàn của Hennekenh, nguyên trùm cảnh sát Pháp, quan chức cao cấp sở mật thám Pháp từ Paris tới Hà Nội để bàn những biện pháp đối phó với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.